Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của Huy Nà Phái. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cho quý vị biết 8 địa điểm du lịch sinh thái đã đến là không muốn về. Chuyến hành trình du lịch sinh thái để tìm về không gian yên bình và trong lành đang trở thành xu hướng yêu thích của nhiều du khách sau những ngày dài mệt nhoài. Đến nơi đây, người ta có dịp hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm những tiếng xì xào của gió, tiếng róc rách của nước, rũ bỏ hết căng thẳng, lo toan trong cuộc sống. Nếu bạn muốn có một tour du lịch khám phá thiên nhiên và những bản sắc văn hóa dân tộc thú hoặc muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh cùng gia đình, còn chần chừ gì nữa, mau xách hành lý lên và đi thôi. 1. Vườn quốc gia Cát Tiên. Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận là một điểm đến lý tưởng để khám phá hệ sinh thái rừng. Nơi đây có nhiều loại cây gỗ quý, hàng trăm loại dược liệu, hơn 100 loài phong lan và hàng trăm loại chim, trong đó có nhiều loài chim quý hiếm. Đến đây, bạn có thể tham gia vào hành trình tour trekking, đi bộ khám phá vườn quốc gia, check-in những cây cổ thụ khổng lồ. Tốt nhất, để tránh bị lạc và có thể đến được với những nơi đẹp nhất trong khu du lịch này, bạn nên thuê hướng dẫn viên dẫn tour nhé. Nếu bạn ngại đi bộ, đạp xe khám phá những cung đường của khu du lịch sinh thái Cát Tiên hay chèo thuyền kayak ở hồ Báo Sấu cũng là những trải nghiệm đáng thử. Bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những loài cá sấu tại rừng Nam Cát Tiên ở chính hồ này, không đáng sợ lắm đâu. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá khu du lịch Cát Tiên là từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Đây là mùa khô ở miền Nam, thời tiết khá dễ chịu, các cung đường khô thoáng, dễ đi, giúp bạn có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất ở khu du lịch sinh thái tuyệt vời này. Khu du lịch Hàm Rồng. Đến Sapa chơi nhưng thích du lịch sinh thái thì đi đâu? Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng với tuyệt tác thiên nhiên phố núi đẹp say lòng người đang chờ bạn. Khu du lịch sinh thái Hàm Rồng cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 3 km, nằm ngay sau lưng nhà thờ đá Sapa. Đỉnh núi Hàm Rồng cao hơn 1.850m là địa điểm check-in cực đẹp được nhiều du khách yêu thích. Để lên được đây, bạn phải đi qua loạt bậc thang bằng đá và suốt hành trình này, bạn có thể ghé thăm những tiểu cảnh khác trong khu du lịch Hàm Rồng. Đó là vườn lan nơi có hơn 200 loài hoa lan quý hiếm của núi rừng Hoàng Liên Sơn, trạm viễn thông Sapa cao 2.000m nơi bạn có thể thu trọn thành phố Sapa vào trong mắt ngắm nhìn đỉnh Phan Xipang hùng vĩ thấp thoáng trong mây mù. Cổng trời sơn mây được bao phủ quanh năm bởi những áng mây bồng bềnh, địa điểm lý tưởng để bạn có những bức ảnh check-in vạn người mê. Để chuyến tham quan khu du lịch Hàm Rồng của bạn trọn vẹn nhất, hãy chọn xuất phát vào những ngày không mưa và đừng quên chuẩn bị áo ấm nhé. Khu du lịch sinh thái Tràng An. Tràng An không chỉ là vùng sinh thái thiên nhiên quyến rũ với rất nhiều loài thực vật, chim, thú, bò sát mà còn là tập hợp rất nhiều hang động có nhiều cổ vật di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ. Nơi đây gắn liền với khu di tích Cố Đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng đã nối những dãy núi đá vôi với nhau bằng các tường thành nhân tạo, bên dưới những ngọn núi là những hang động đá vôi thông nhau, dựng lên một kinh đô vững chãi, độc đáo. Đến với khu du lịch sinh thái Tràng An, bạn có thể ngồi thuyền đi xuyên qua những hang động huyền bí này, ghi lại hình ảnh của núi non Ninh Bình tuyệt đẹp. Những ngôi đền mang giá trị tâm linh to lớn, nằm ngay trong khu sinh thái như đền Trình, đền Trần Ninh Bình, đền Tứ Trụ cũng là những địa điểm du lịch bạn nên ghé thăm. Khu du lịch sinh thái Cần Giờ. Nếu một ngày bạn muốn trốn cả thế giới, cần tìm một không gian trong lành để nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái Cần Giờ chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 45 km về phía đông nam là một điểm dừng chân hay ho dành cho bạn. Đây là một huyện đảo đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, có biển, đảo và là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm. Khu Vàm Sát là địa điểm du lịch được check-in nhiều nhất ở Cần Giờ. Được phục hồi sau chiến tranh, Vàm Sát có hệ động thực vật cực đa dạng. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình với muôn loài chim chóc lượn bay, tham quan một số khu vực thú vị như đầm rơi, sân chim, trại nuôi cá sấu. Bạn còn có thể tham gia vào một số hoạt động hay ho như chèo thuyền, câu cá sấu chỉ có ở khu sinh thái rừng ngập mặn này. Ngoài khu Vàm Sát, bãi biển Cần Giờ cũng là một địa điểm tham quan được yêu thích. Không trong xanh, bãi biển này mang vẻ hoang sơ, độc đáo, là nơi cho ra đời rất nhiều bức ảnh nghìn like của các bạn trẻ. Có thể bạn chưa biết đây là bãi biển duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đấy. Khu du lịch sinh thái Bà Nà Suối Mơ. Bà Nà vốn dĩ là một ngọn núi thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, được bao phủ bởi những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, bên dưới là nơi cư ngụ của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.
Đỉnh núi Bàn Nà cao gần 1.500m là nơi có khí hậu vô cùng mát mẻ, không khí trong lành, dễ chịu. Đặt chân đến nơi này, bạn sẽ có cảm giác như đi xuyên qua những đám mây mát lạnh nhưng vô cùng trong trẻo. Hiện nay, khu vực đỉnh núi Bàn Nà được khai thác và cải tạo thành khu nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước. Bạn có thể đi lên đỉnh núi bằng hệ thống cáp treo dài hơn 5 km. Ngồi trên cáp treo này, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi non Bàn Nà từ trên cao, đẹp đến kinh ngạc. Ẩn trên đỉnh núi này là một khu tham quan và vui chơi với nhiều địa điểm nổi tiếng như cầu vàng, hầm rượu, vườn hoa tình yêu, khu tàu lượn vui chơi. Suối Mơ nằm ngay dưới chân núi Bàn Nà mang một vẻ đẹp mờ ảo thơ mộng, là nơi nhiều khách du lịch miền Trung tìm về để tránh nắng vào những ngày hè. Ngắm nhìn thiên nhiên dung dị, hoang sơ nơi đây, bạn sẽ thấy tâm hồn thư thái lạ thường. Du lịch Đà Nẵng nói chung và Bàn Nà nói riêng quanh năm đều nhộn nhịp. Vườn quốc gia Ba Bể, được ví như bảo vật của núi rừng Bắc Cạn, khu du lịch Ba Bể thu hút rất nhiều tín đồ du lịch đến tham quan. Đây vốn là một khu rừng đặc dụng, quy tụ hơn 1.000 loài thực vật và 80 loài thú quý hiếm. Hệ sinh thái hiếm hoi này đến nay vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng cho nó. Để khám phá hết vẻ đẹp của khu du lịch này, bạn hãy bắt đầu với việc thuê thuyền tham quan. Đây là dịp để bạn ngắm nhìn quang cảnh bao quanh hồ Ba Bể xanh biếc thơ mộng. Bạn còn có thể nghe được những câu chuyện thú vị liên quan đến sự tích hồ Ba Bể từ những người chèo thuyền nữa đó. Trên hành trình khám phá hồ Ba Bể, bạn cũng sẽ bắt gặp nhiều cảnh đẹp như đảo Bà Quá ngay giữa lòng hồ, động Puông Ao Tiên. Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm. Một khu cù lao còn nguyên vẻ đẹp tự nhiên, đó là những từ ngữ chính xác để dùng miêu tả về Cù Lao Chàm. 90% đảo Cù Lao Chàm là rừng, là một thảm thực vật cực đa dạng về quy mô và giống loài. Không chỉ có hệ sinh thái thực động vật tự nhiên phong phú, khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm có những điểm tham quan nổi bật và nhiều hoạt động thú vị trên biển được khai thác để phục vụ nhu cầu của du khách. Eo Gió là một điểm check-in được yêu thích trên đảo Cù Lao Chàm, bao bởi núi non xanh biếc và biển trời mênh mông. Đây là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn lý tưởng nhất trên đảo Cù Lao Chàm. Cù Lao Chàm còn có những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, nước trong xanh và rất thích hợp để có những bức ảnh sống ảo xinh đẹp. Tại bãi ông, người ta còn tổ chức một số hoạt động thú vị như thuyền kéo, dù kéo, đi mô tô trên biển, rất thú vị. Nếu đã một lần đến thăm Cù Lao Chàm, đừng quên thuê cano đi tham quan quanh đảo nữa nhé. Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Một trong những khu du lịch sinh thái được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam chính là Măng Đen. Chỉ cần săn một tấm vé máy bay đi Pleiku, sau đó tiếp tục di chuyển đến Măng Đen bằng đường bộ là bạn sẽ được thưởng thức khí trời se lạnh tuyệt hảo. Nơi đây được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai của Việt Nam, với khí hậu rất đỗi mát mẻ, trong lành với những rừng thông bạt ngàn, những vườn hoa rừng rực rỡ sắc màu. Bao quanh những cánh rừng nguyên sinh nhiều hồ và thác nước. Hiện nay, Măng Đen là điểm đến cực kỳ thu hút các chủ đầu tư. Tại đây, đã có những nhà hàng, nơi nghỉ dưỡng để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ ngơi. Măng Đen cũng có nhiều địa điểm hấp dẫn, đáng để ghé thăm như chùa Khánh Lâm, thác Ba Sĩ, hồ Đắc Ke. Trở về với thiên nhiên, đã và đang trở thành xu hướng nghỉ dưỡng của tương lai. Những khu du lịch sinh thái này chính là gợi ý tuyệt vời nếu bạn đang tìm một điểm dừng chân cho chuyến đi tiếp theo của mình. Thường xuyên truy cập vào kênh của Huy Nà Phái để tham khảo cho chuyến đi của bạn nhé. Hãy thả lỏng bản thân và hòa mình vào thiên nhiên, bạn sẽ cảm thấy mình được tiếp thêm rất nhiều năng lượng. Và đừng quên chụp những bức ảnh check-in thật đẹp giữa núi rừng, sông nước nhé.